Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Tô Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải, xác nhận có tổng cộng 28 học sinh của trường tiểu học thị trấn Tiền Hải nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa tiệc liên hoan trung thu tổ chức tại lớp học. Trong đó, có 25 học sinh phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe và 3 học sinh khác được điều trị tại nhà. Hiện tại tất cả các em học sinh phải nhập viện sức khỏe đều đã ổn định và được cho xuất viện về nhà theo dõi thêm. Trước đó, vào trưa 28 tháng 9, phụ huynh học sinh lớp 4A1 trường tiểu học thị trấn Tiền Hải tổ chức tiệc liên hoan trung thu cho 37 học sinh trong lớp. Thực phẩm sử dụng trong bữa liên hoan gồm bánh bông lan, trứng muối cùng một số đồ ăn khác. Trong bữa liên hoan này, có 28 học sinh ăn bánh bông lan, trứng muối và 9 học sinh không ăn. Đến chiều cùng ngày, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt. Tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế Thái Bình đã phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế huyện Tiền Hải tiến hành điều tra tại cơ sở sản xuất bánh và khai thác thông tin từ các học sinh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải. Cơ quan chức năng đã thu thập mẫu thực phẩm cùng 4 mẫu bệnh phẩm, 1 mẫu ruốc trà bông gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm. Trước mắt, cơ quan chức năng của huyện Tiền Hải đã yêu cầu chủ cơ sở sản xuất bánh bông lan, trứng muối nghi là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc phải tạm dừng sản xuất, dừng cung cấp sản phẩm đến các nơi tiêu thụ và khẩn trương thu hồi sản phẩm nghi ngờ gây độc, nếu có, để ngăn chặn nguy cơ.